Em nghe anh. Anh ơi em bị ly lạc rồi. Dạ bây giờ em đang ở quận 1. Dạ bây giờ em đang ở quận 1. Rồi đây là giải thưởng của anh không nhỉ? Anh đi chạy qua đây, camera quay bên đây đi đẹp. Em thấy mỗi lần anh Vũ Hà tới nhà của anh Đàm Vĩnh Hưng hay chung đồ gì lắm. Em thích nghĩ là mình cũng nên như vậy. Ngày hôm nay thì Bích Trâm đang có mặt tại chung cư Vĩnh Tường, là chung cư mà anh Long Nhật đang ở. Bây giờ thì mình đã tới nơi rồi và ngày hôm nay là Trâm có đi mua một cái hoa. Anh Nhật thì rất là thích hoa. Mình tới thăm nhà anh và tiết lộ với lại quý vị khán giả là đây là lần đầu tiên anh Long Nhật tiết lộ về nhà của mình, một cái tổ ấm nho nhỏ của anh ở Sài Gòn. Anh nói là tại vì dịch cho nên là vợ và con của anh là không có mua Sài Gòn được, cho nên là hôm nay tới thì mình sẽ thăm anh Nhật. Đó, với lại để gọi điện cho vợ của anh Nhật để nói chuyện nha. Nghe đâu là vợ của anh Nhật khi mà coi phim Về Nhà Ăn Tết thì rất là thích bộ phim, mà thích cái vai của anh Nhật đóng và tất cả các diễn viên trong phim luôn. Ủa anh đâu mất tiêu rồi. Ai gọi vậy ta? Anh Nhật gọi. Em nghe anh. Anh ơi em bị ly lạc rồi. Dạ bây giờ em đang ở quận 1. Ở quận 1 nó có một cái chung cư Vĩnh Tường. Thiệt. Không phải, biết sao không? Em đi ráp á, xong rồi các em bóc lộ quận 1. Có, Vĩnh Tường là gần nhà em mà. Chết cha rồi, nhưng em không có coi gì chị. Này không có bị lừa. Trời ơi anh Nhật, anh Nhật. Năm mới bất tài. Mày Trâm đi bài, đi gặp hai chị em thôi hả? Dạ đúng rồi, chứ em nghĩ em đi ai. Ủa thằng Quang rồi đâu? À chỉ Quang 5 giờ qua. Qua không? Dạ qua. Anh là chỉ Quang xíu qua. Vậy đó hả? Dạ. À, đây, từ từ. Trời cái gì mà nhiều quá vậy? Dạ nặng quá. Em có mua hai cái bưởi để mà cúng má. Rồi đây, để em gửi tặng. Thôi nè. Em đi lên tới nơi coi là bao bọc nó rất tịch trơn hết trơn, nhưng không sao, ở bên trong vẫn còn, đây là một hộp lạc tôm. Rồi ơi. Biết anh chay không? Hồi mấy anh em mình chiên ăn. Chiên lên ăn. Đúng rồi, rất là ngon. Chào quý khán giả của kênh Hồ Bích Trâm Official. Một cái kênh mà đã hot dễ sờ luôn. Một cái kênh mà đã hot dễ sờ luôn. Chứ còn một cái YouTube nào mà đang hot nhất bây giờ. Trời ơi. Tôi tự quyết định như vậy đó. Là bởi vì sao không? Đang là Về Nhà Ăn Tết đang làm náo loạn cộng đồng mạng. Trời ơi, tên nó được viết được khủng khiếp, chóng mặt. Lúc làm phim anh cũng ngờ mà nói như vậy. Ngày hôm qua làm anh nói chuyện với chị Nguyễn Quỳnh. Chị Nguyễn Quỳnh rồi anh Quỳnh chuyện Nguyễn Quỳnh, rồi mừng quá nơi. Rồi phim hot quá mà ba ai cũng hay hết trơn. Rồi Tấn Hoàng ngày hôm kia. Dễ thương. Điện thoại là tại vì 23 âm lịch tới đây là anh với Tấn Hoàng tạo chung có show nè. Yeah. Anh em bàn công chuyện trong Tấn Hoàng ấy. Trời ơi, ba em duyên quá, lắm nhìn nó trời ơi, ba anh duyên quá. Và chúng ta ba cũng hay cả. Còn đây là đào chính của tôi, Hồ Bích Trâm. Yeah. Rồi, còn đây là món quà một hồi nữa anh sẽ khui ra. Đây là một món quà mà bé Trâm đã nghiên cứu từ 2 năm trước. Và bé Trâm biết là anh sẽ rất là thích cái món quà này. Đó, tại một hồi nữa mình sẽ khui ra sau nha. Đây là món quà bí mật. Kênh YouTube của anh Long Nhật là Long Nhật Vui Vẻ nha quý khán giả. Quý khán giả nhớ ủng hộ kênh YouTube của anh Long Nhật nha. Đó, nhà anh Long Nhật đang sửa luôn đó quý vị. Rồi, đây em có mua một cái ít hoa. Đây là hoa này là em đem tới để cắm trên bình. Ủa trời, chuẩn bị bình sẵn luôn rồi. Thì hồi sáng ráng nhắn rồi, anh tính là dành bà bếp. Chị bếp thì vừa về xong. Chị từ sáng làm cơm cho anh ăn rồi dọn dẹp nhà cửa. Dạ. Xong rồi chị bếp nói là tôi để tôi đi mua hoa về cắm cho đẹp. Xong rồi anh nội về bà bếp là chị Nga. Anh Nhật là chị Hằng Nga. Tới anh Nhật cho đi xăm một bộ điện mày. Anh muốn cho đi sửa mũi nè. Nếu mà làm tốt là anh cho làm răng lại. Chị Nga điệu lắm. Trời ơi. Nấu cơm cho anh ăn rất là ngon. Chị Nga nói là để chị Nga đi mua hoa. Anh nói là không. Chị Nga chuẩn bị cho một cái bình, một lát đổ nước vô. Hồ Bích Trâm hứa sẽ đem hoa tới cho Long Nhật rồi. Hôm nay em sẽ trổ tài, em là con gái, em không phải là đàn ông. Ừ. Cắm hoa. Cắm hoa.
quán, bây giờ chúng ta ngồi xuống đã chứ mới gặp bà rừng rừng quán, bây giờ chị đây ngồi xuống nè. Thôi em không có ngồi đâu, em sẽ đi khám phá, đặc biệt là những cái tấm hình cưới kìa. Wow. À không, cái này là con gái anh. Bé lớn, bé lớn, bé lớn nè. Wow, đây thưa quý vị, anh cho em khám phá nhà anh tí nha. Đây. Đây là tất cả nhà anh bưng quẩn vậy. Đây, anh Nhật nè, năm nay là năm bao nhiêu vậy anh Nhật? Cái này là lâu rồi. Lâu rồi. Năm này năm bao nhiêu Nhật Nhật? Cái đó là năm, làm cái album này là năm 2015. 2015. À, 6 năm rồi. 2015. Dạ. Cái này là lâu nè, cái này là lâu nữa nè. Cái này lúc đó Nhật mới đi Mỹ về. Ôi dạ, này là anh, trời ơi. Anh Nhật hồi trẻ đây nè quý vị. Không, cái này là 17 năm rồi, 2009-2010 là 11 năm rồi. Là lúc đó đi về là anh Nhật làm top album luôn. Dạ. Làm một lèo. Anh Nhật làm tới album Vol thứ 6 là Nhật đi Mỹ. À. À, anh Nhật ở Mỹ mấy năm là anh Nhật về là Việt Nam là lèo làm 8, 9, 10 luôn. Làm liên tục là 7, 8, 9, 10 cái anh album luôn. Mà hồi xưa là không có YouTube, hồi xưa không có mạng. Đĩa. Đĩa. Hồi xưa đĩa. Là đĩa, còn nghe trên mạng, nghe nhạc số, nghe trên nhạc số thôi. Sau này mới có YouTube. Đó. Rồi là cái này là nhạc remix. Anh nhìn ra một cái đĩa. Wow, remix là lên là lên là lên là lên hả anh? Ba mình nổi đèn hết đây, hãy tắt đèn cái đuổi con sáng rồi. Anh muốn xung quanh tăng sang tay trang quà. Đâu, bật đèn lên nè. Đúng rồi. Đó. Đây là giải thưởng này. Dạ rồi. Dạ rồi, đây là giải thưởng của anh Đông Nhật. Anh đi chạy qua đây, camera qua bên đây mới đẹp. Đạo diễn, đạo diễn hình ảnh luôn. Đúng rồi. Đây, đây, đây là nghệ sĩ đối thoại kính tặng ca sĩ Long Nhật. Đây. Đúng rồi. Tiếp theo đó là rồi. Wow. À, lật mặt sao biết cái này em cũng có. Em nói với anh nè. Em nói với anh nè. Cái này là bộ phim web drama Biệt đội 102. Ừ, 139 luôn, anh Nhật. Dạ. Và đây là vinh danh tấm lòng vì quỹ thương hiệu vì quỹ thương hiệu Việt Nam. Năm 2017. Cái này mới quan trọng nè. Wow. Đây là hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc kịch nói, anh Nhật đóng vai chính. Wow. Wow. Anh rửa chưa? À, cái này là của năm ngoái. À không, cái này là 2018. 2018. À, là anh Nhật đóng vai Bảo Long, vai chính luôn của hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. À, nhà hát kịch thể nghiệm của nghệ sĩ nhân dân mới được tham gia liên hoan dưới ánh đèn. Đúng rồi, anh Nhật đóng vai Bảo Long là nói về tụi mình đó. Yeah. Nói về nghệ sĩ tụi mình. Yeah. Hàng đêm mà đứng diễn ra sân khấu rút từng sợi tơ đó, anh, cả vợ toàn vợ là huy chương bạc mà ba anh Nhật huy chương bạc trong tương lập năm đó anh Nhật lần đầu tiên tham gia kịch nói chuyên nghiệp đoạt một lúc 2 cái huy chương bạc rồi. Yeah. Quá dữ luôn. Ân giời cậu đây cúp. Rồi em cũng tham gia mà em không được cấp. Anh Nhật tham gia 2 mùa mà ba được cấp luôn. Rồi đẩy được cười xuân nè, rồi ký ức vui vẻ, ký ức vui vẻ với chân cũng được cấp. Đúng rồi. Yeah. Hai đêm mình được cấp giống nhau nhiều quá. Yeah. Bên trong đứng về chứ đẹp. Không phải có đẹp. Giờ đứng vô không biết chưa vô đây, chỗ nào. Đây nè, còn đây nè là huy chương vàng đi Đông Nhật đi Trường Sa hát cho bộ đội. Hát cái bộ đội đó. Dạ, chừng nào anh đi cho em đi với nha. Cái này em tim hát dở nhưng mà em bè được. Rồi em tim hát dở nhưng mà em bè được. Ừ. Còn đây là đám cưới cho bé lớn con gái của anh. Đây là cái gì đó nè. Thủy hiệu chiến sĩ Trường Sa Bộ Tư lệnh Quốc phòng tặng. Tại anh hát cái bài gần đám Trường Sa đó. Dạ. Bộ đội 5 giờ sáng trăm điệu. Ai nhiều người hát bài đó. Nhưng mà cứ 5 giờ sáng là ở trên đảo như là Trường Sa lớn đó, là mở một mình Long Nhật hát thôi. Bộ đội cực kỳ thương anh Nhật cái bài gần đám Trường Sa. Em cũng thương anh Nhật luôn bây giờ. Cứ về từ đảo xa. Anh bây giờ à, bộ đội thương anh đó, 5 giờ sáng anh hát, bây giờ em cũng thương anh đó, 5 giờ sáng xuống nhà em anh hát cho em dậy được không? Được. Hồi sáng gọi cho anh sớm quá trời. Đây, à. Đây là con gái lớn. Con gái lớn. Trời ơi, bé bao nhiêu tuổi rồi vậy? Bé năm nay 25 rồi. 25 tuổi? À, cưới trước Tết á, cưới trước Tết. Ôi trời, cưới trước Tết luôn hả? Sao thấy mời vậy? Lúc đó dịch. À, đang dịch. Dạ, anh là tổ chức trong nhà thôi. Rước dâu đông, rước dâu tại đây. Đám hỏi ngoài Huế, đính hôn là ngoài Huế. À, lắm như cùng thưa luôn là hồi sáng Lâm Nhật còn nói Hồ Bích Trâm là nhiều, nhưng mà ekip của Hồ Bích Trâm official và của Lâm Nhật vui vẻ và đặc biệt là của cái về nhãn tết của mình, mà nếu có dịp đi ra Huế thì thăm nhà Lâm Nhật, mà đó mới là nhà chính, đó một ngôi biệt thự sân vườn rất là đẹp. Em hứa với anh là em trong năm nay em sẽ ra Huế. Nếu như mà anh có dịp anh đi diễn ngoài đó các anh alo em cái em sẽ book vé đi theo ra ngoài đó. Năm nhà của anh luôn. Đúng rồi, anh ở ngoài Huế cả mùa Tết năm nay. Tại vì năm nay dịch không đi diễn. Anh Nhật mới trở lại Sài Gòn 2 hôm nay thôi. Yeah. Và đây là một cái chung cư nhỏ nhỏ khoảng 100m². Đây là một cái chỗ để Lâm Nhật lưu lại Sài Gòn trong những ngày làm việc thôi. Có dịp Lâm Nhật sẽ mời quý vị ra 122 Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Hiệp, thành phố Huế.
đó là một cái ngôi biệt thự rất là lớn. Wow, wow, mình sắp được ở biệt thự rồi. Còn đây, 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 qua đây, qua đây nè. Dạ. Qua đây là mẹ. À, mẹ qua đúng không? Ở ngoài huyện gọi là mà, nó mà mất rồi. Nông nghiệp làm được cái album, Nông nghiệp làm rất là nhiều album về mẹ và hát về cha mẹ. Cái album này là album cuối cùng mà nghe cái đây được 3 năm thì nó. À. Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười. Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười. Tiếng mẹ cười. Đây là album đây. Dạ cảm ơn anh. Đó, mẹ mẹ đây là mẹ của anh Long Nhật luôn nè. Đi đi khám phá nhà mình luôn đi, cái này tặng cho em. Không, từ từ nghe em quên mất đó. Vô mình phải thắp trái cây lên bàn thờ cho má nè. Ừ. Đi qua đây. Đây là anh Nhật cùng theo sự dạy dỗ của ba mẹ là thờ mẹ con anh. Dạ. Bàn thờ của Tuần Nghiệp là nghiền của anh em mình. Dạ đúng rồi. Đạo sinh ra cái con tầm, tơ không vương nữa, vẫn nằm trong tơ. Nguyện là trọn đời theo nghiệp tổ. Dù có khó khăn, dù có vất vả, dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần còn một người hát, nghe nhạc quê hương là anh Nhật vẫn còn hát. Chỉ cần một người nghe nhạc của Đô, còn một người thôi, anh Nhật vẫn hát. Anh Nhật không thay đổi dòng nhạc. Dạ. Sau này lại có thêm đóng phim, game show, truyền hình. Và Hồ Bích Trâm đã mời Lâm Nhật vào một cái vai ông Toan, một cái vai mà Lâm Nhật nghĩ là không. Lúc Lâm Nhật quay, Lâm Nhật không có nghĩ mà nó dễ thương như vậy. Sự thật đến bây giờ mới biết tự tin, phim ra rồi. Dạ. Tối nay, 28 tháng 2. Hôm nay em định lên em mời anh đám cưới. Ủa vậy hả? Dạ, đám cưới của em. Thì wow. Tại vì phim hot em hứa đúng không? Dạ. Phim mà hot là Hồ Bích Trâm sẽ em là... hứa là ngày 29 tháng 2. Ừ. Ngày 29 tháng 2 đám cưới. Dạ, 28 tháng 2 đám cưới. Năm nay không có. Cảm ơn. Và đặt bàn thờ tổ, và đây là mạ, người lấy gọi là mạ. Còn đây là ông chú ruột. Dạ. À, là em ba đó. À, dạ, em ba. À, chú anh mất năm anh học lớp 1 thôi. Dạ. Mà ký ức và cái kỷ niệm về ông này đối với anh Nhật là 40 mấy năm. Mà anh Nhật còn nhớ 90%. 90%. Hồi đó cái đó mình sẽ tâm sự lúc sau, mình ngồi ha. À, còn để anh Vương Bảo Túng là một ông anh mà truyền thông đã biết là một người bạn tri kỷ của ông Nhật ở Sài Gòn. Mà anh Túng mất, anh Túng bị bệnh. Dạ. À, anh Tuấn bị ung thư đại tràng. Dạ. Anh mất năm bao nhiêu vậy? Anh Tuấn mất 29. Anh 19. À, mà anh rước anh Tuấn về để bên cạnh mẹ, em biết là anh em là tri kỷ như dạ, thế. Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi. Em ơi. Rồi đi qua bây giờ mình đó. Còn đây là một cái wow. Đây là đồ diễn. Trời ơi, em thấy á, mỗi lần anh Vũ Hà tới nhà của anh Đàm Vĩnh Hưng á hay chung đồ về lắm. Em thiết nghĩ là mình cũng nên như vậy. Tại vì sao? Tại vì anh Long Nhật đó là có những bộ áo dài rất rất là đẹp. Đặc biệt là những cái áo vest đi diễn cực kỳ nổi luôn. Trời ơi, đây, cái này em hay gọi là Suza học lượng nè. Anh giờ khám phá đi anh, những cái bộ đồ nào mà anh thích nhất, cái áo nào mà anh thích nhất vậy? Thì một lát vô phòng, một lát vô trong phòng trong. Nữa hả? Đây là cái tủ đồ, để ngoài phòng khách là tủ đồ này là không dùng nữa. Tủ đồ này đâu, tủ đồ này là diễn nhiều quay nhiều rồi. À, diễn nhiều quay nhiều rồi nhưng mà mình cũng lấy thử ra cho một bộ mà thật là đẹp mà anh rất là ù. Cái này là hôm trước đám cưới anh phải không anh? Ờ không, cái đó là áo dài xuân Tết. Trời ơi, tại còn đẹp quá trời mà sao không bận nữa anh? Qua đợt rồi. À qua đợt rồi. Wow. Đây áo dài nhà thiết kế Việt Hùng. À. Đó, anh sưu tầm rất là nhiều áo dài trong đây nha quý vị. Đây, rất là nhiều áo dài nè, màu vàng nè, màu đỏ nè. Quá trời quá đất quá trời ơi. Ta nói. Trời ơi, cái bộ sen này mà hôm vừa trường không dám đi quay. Ờ, sen linh linh. Sen linh linh, địa linh linh, không chịu đem đi quay. Đây đẹp quá. Đẹp mà, tại sao bữa anh Long Nhật không bận? Đáng lẽ bữa trong phim anh bận luôn áo dài cũng đẹp nữa. Áo dài suốt từ đầu đến cuối vậy đó. Đúng rồi, áo dài kiểu thích tân như thế này, anh chơi từ đầu đến cuối luôn. Trời ơi, nhà có điều kiện mà gà một bầy, trái cây một giường, rồi cái gì đó mà. Trời ơi, thấy tôi thân cô, thấy cô đó, tôi thấy hả? Hại đời tôi làm sao? Ở bây giờ, tôi thải trong phim. Đó, trời ơi, bữa mà biết vậy là bữa nó nhập thêm áo dài theo rồi. Quá trời áo luôn. Quá trời áo đẹp luôn đó, anh Long Nhật là rất là đầu tư cho những cái vai diễn, những cái lần mình đi diễn đi hát, cho nên là anh Long Nhật có hả may rất là nhiều đồ. Và bây giờ là anh Long Nhật nói là giữ đây làm kỷ niệm, không bận nữa. Ở đây chắc cả trăm cái anh ha. Rồi ra đây. Dạ. Cái này mới dễ thương này, cái này là một em phi công lái dạ. Bay tổ bay 727 sân bay Nội Bài. Em mua cái album của anh Long Nhật. Xong em thương anh Nhật quá, anh em cầm cái bút chì em vẽ lại. Wow, đẹp quá. Dạ.
mấy cái này rất là quý trọng luôn. Còn cái bộ đồ này mới ghê này, cái bộ đồ này bằng đem kể bộ đồ này cho nghe. Bộ đồ này, thì khoe bộ đồ này đi. Bộ đồ này à? Bộ đồ này là Trường Giang tặng hôm tết. Wow, anh Trường Giang á hả? Cái này là mình bận bên trong đúng không anh? Đúng rồi, ghi lên bên trong vest ở ngoài còn một cái quần tây nữa. À, cái này là anh Trường Giang tặng. Tặng anh ơi, cả cài áo rồi luôn. Dạ. Anh Giang hồi hôm đi quay mà em nhớ mình qua hai anh em mình quay cái siêu bất ngờ không? Dạ nhớ. Là anh Giang mặc bộ đồ vest màu hồng hồng giống vậy nè. Sao anh Long Nhật ở trong phòng hóa trang, Long Nhật nói là trời đất ơi, bộ đồ đẹp quá, ưng quá vậy. Cái Giang thích không? Em tặng anh bộ, cái bốc lên điện thoại qua bên nhà thiết kế. Xong hẹn ngày mai thì qua đó là làm luôn. Trời ơi. Ngoài tài truyền Vũ Hà Vida mình nhớ. Anh Hưng mà thằng Đa Bình Hưng là anh Nhật cái bằng em, mà cái anh Nhật bằng anh nha. Tính nhỏ anh Nhật ba bụng tuổi lắm. Một lần mà Hưng đi đường ngoài về là alo một cảm nhận qua. Là cái một tầng lầu tầng tầng 2, cái nhà hồi xưa mà ở bên Phạm Văn Hai đó nha. Là ủa của anh đâu, cả một rừng trên đó anh muốn lấy gì anh ấy. Khăn áo đồng hồ rồi là giày, bao tầng anh với Hưng là một size. Dạ, tôi một size. Đây. Đây nè. Wow, đây của anh Bơm nè, anh Bơm một đống một rừng nè. Đây, anh Bơm của anh Nhật nè. Nè, anh làm mà vui lần nghe. Anh làm cái gì là anh đặt cái tựa đêm, anh Bơm gì làm được mà ý như vậy luôn. Ừ. Anh đặt năm 2008, anh đặt xuân cái nước khách. Cái anh qua bên Mỹ, cái nợ bên 2 năm luôn. Là anh đặt là xuân trên đất khách cho nó tự nhiên đón Tết bên đó luôn. Rồi 2 năm bên đó luôn. 2 năm bên đó rồi luôn. Anh đóng mà xin là người Hạ Rong, trời ơi là một cái năm trời anh đi diễn suốt, anh đi lưu diễn hoài vậy á. Đó, và người tình và những kỷ niệm là quá trời người tình luôn. Không có người tình là người là nam đó là làm bốn này xong rồi chia tay một mối tình. Trời ơi, kỷ niệm thôi. À, chỉ là một kỷ niệm thôi. Còn nay nhạc được tình cách mạng. Tình khúc sau cuộc chiến. iPhone 15, 16 luôn. Dạ, wow. Còn bây giờ mới khoe đây nè. Đó, lúc này khoe. Đây, và bây giờ xin thưa quý vị và các bạn, đó chính là vợ của Long Nhật. Tên đây tên. Đây là xã. Đây, lần đầu tiên Long Nhật tiết lộ luôn. Bà già ăn đi lưng bé. Bé lớn hồi nãy đây hả anh? Không, bé lớn là bé chị. À. Tới thằng này rồi tới bé này. À. Còn rồi còn ơi. Ba bé nhỏ nữa. Đây là năm bao nhiêu đây anh Nhật? Cái này cũng lâu lâu rồi. Cái này là cũng 10 năm rồi. Mai vợ chồng có nét phu thê lắm luôn á, giống hả? Đúng không? Cầm tay nhau quá dễ. Mà đeo vàng nhiều quá. Còn cầm tay quá vợ, vàng quá cho vàng à. Đó. Nói cho hai vợ mình sớm giống nhau. Đi ngủ là vợ chồng con cái là tháo ra một rổ. Một rổ vàng. Những dây chuyền không? Trời ơi, là ý là gu của anh là thích đeo phụ kiện rồi vợ cũng y chang vậy luôn. Hải Phòng đeo vàng nhiều lắm, con gái Hải Phòng, con cái Hải Phòng đeo vàng nhiều. À, vậy là vợ anh là ở Hải Phòng. Đúng rồi, bà xã. Em có ra đó một lần. Ừ. Rồi bắt đầu buổi tối đẹp lắm, hai bên đường hoa phượng rất nhiều. Cái tính giống em vậy đó, dễ thương mà hào hoa mà quan tâm tới người khác mà tào lao tối ngày mà vui tính. Mà hồi đó ai cua ai trước vợ? Bà cua anh trước. Trời ơi. Bà xạo, bà nói hồi đi về bên trường á, xong mày đi bà nói, đây còn một vợ con nè. À, là nhớ nè, trời ơi. Đây là kỷ niệm ngày cưới nè. Ừ. Cái này là lúc đó là được 20 năm ngày cưới. Dạ. À, là kỷ niệm nè. Bà gặp anh cái bà đi anh qua bên chị Ngân là học sân khấu điện ảnh của Hải Phòng. Mà học nghề quá là giàu sinh. Là sau này đã đi dạy, xong đã nhận cái bò học luôn, lấy chồng luôn. Xong rồi bà nói cả trường làm gì mà sinh viên làm gì mà mê Long Nhật vậy, bạn hồi đó đang hot cái bài tóc em đưa gà. Ừ. Với là tóc em đưa gà, tóc cái gì, tóc đưa gà trong gió. Ừ. Đó. À, xong bà nói con trai gì mà yếu xìu như là cọng bún thiêu vậy. Tôi ái mùa lam trường đăng trường hơn, hai người đó men hơn. Còn ghét của anh tán cái đổ thì. Ủa nhưng mà nãy anh kêu vợ anh cua anh trước. À thì bà nói vậy, bà nói à cua trước nhưng mà nó là kêu là nói anh nó là mềm như cọng bún thiêu đúng không? Để cho anh chú ý bà đó. Ừ. Sau riêng cái xong lại nói ủa rằng mà em nói anh con trai mà giống con gái yếu như cọng bún này, tôi thấy cả trường mua quá đi, tôi ghét, tôi nói gì cho anh chú ý cho tôi. Wow, đây cũng là một chiêu đó, đúng không quý vị? Sau này mình thích ai cái mình chê người đó cho người ta ghét mình, xong người ta quay lại người ta cua mình, cái mình ngã. Đúng rồi. Đây. Dạ. Đây là một cái nơi ở tà của Long Nhật, một cái gọi là cái gì, một cái chuồng cu. Ông nội ba Long Nhật là ở đây này. Ở chia cái nhà mà rồng nhỏ xíu vậy nè, nhà cao cửa rồng vườn trước sân sau vậy mà không ở. Về Huế mà ở trong Sài Gòn nhà gì mà nhỏ chút xíu à.
Nhưng mà mình đi làm việc mà lâu đúng lâu rồi, em nghĩ là có một cái nơi mà ấm cúng như thế này, miễn là gia đình nhà của mình đang ấm cúng này, có hình vợ con mình này kia, rồi có chỗ mà để mình ngủ nghỉ cho thôi. Cho nên là cũng không quan trọng đâu. À, ba mẹ làm việc cứ nói là không có cái nghề nào mà khổ bằng nghề nghệ sĩ. Bà già ngày xưa, ông già, bà già ngày xưa là cẩm dữ lắm. Ngày xưa ba anh Nhật là giáo sư đó. Nên cả nhà anh cũng dạy văn. Ba nói là, mẹ nói là cái nghề đó là chưa rõ mồ hôi là đại diện mà. Nên là cả nhà phải lo. Mẹ rồi em trong nhà, anh chị trong nhà là phải lo chuẩn bị cho nó. Để mai một nghề gì mà khi mà hết hát, hết đò, hết làm nghề rồi thôi, cho Long Nhật một cái tiến đáp an toàn cho nó hạ cánh xuống cả nhà phải lo. Cái đó gọi là hậu phương vững chắc. Hậu phương vững chắc. Còn đây nữa hả đồ nữa hả? Thôi bây giờ đừng khoe đồ con trai, đừng khoe đồ con trai hoài chán lắm. Bây một lát khoe đồ nhà gái này đây kinh tiếng quá trời ơi, trời ơi đừng, ảnh miệng anh nói là thôi đừng có quay đồ con trai nữa, lấy ảo ra khoe đồ con trai luôn đó. Quá trời quá đất, hết đồ mới của anh Nhật nha. Đó, đồ mới là anh Nhật để trong đây để anh Nhật bận, xong rồi bận cái nào mà anh Nhật không bận nữa anh bỏ anh ra tủ bên kia đúng không? Tím quá trời tím rồi, tím mồng, tím mơ, tím bơ vơ không lối về. Trời ơi, tao này cũng mua tiếp vừa rồi có một cái fan rất là thương ở Hóc Môn tặng một cái áo lông quá dễ. Trời ơi, áo lông giá rà. Áo lông ra rà đúng không ta? Đúng rồi. Rồi. Trời ơi, cái này mà đi Hà Nội ngoài. Đi Hà Nội cũng được nữa. Đẹp ha. Tôi mặc đồ cũng men lắm chứ bộ. Trời ơi, da rà màu đen đồ, men quá. Tôi mặc đồ cũng men lắm chứ bộ. Trời ơi, mặc đồ có nhiều hiểu, không nhìn thấy nguyên cả bồ đồ. Một hồi nữa mình sẽ gọi cả ba cái tủ giả gái là men nữa. Vậy nữa hả? Rồi đây, đây là đồ của anh Long Nhật nha. Rất là nhiều đồ luôn. Rồi, Tâm biết cái chỗ anh Long Nhật để đồ giả gái đâu rồi. Anh Long Nhật cũng thường hay có những cái vỡ hoặc là có những cái vai giả gái rất là đẹp. Đây. Úi chà là trời, úi chà, úi chà, úi chà, úi chà. Cho trời mày ngồi nhiều dữ trời. Nó đỏ gì mới, đỏ tươi gì mới chịu. Hồi nãy giờ em chưa thấy cái bộ nào màu hồng hết. Màu hồng á, màu hồng ngoài kia rồi, màu hồng ngoài tủ rồi. Thôi bây giờ mình đi khám phá cái tủ đồ giả gái đi. Đây ạ. Trời ơi, tao đây. Em tưởng của vợ. Qua đồ này của anh á. Vậy hả, em tưởng của bà xã anh chứ. Trời ơi, bà này dày sen nè. Trời ơi. Dày tím nè. Úi trời ơi. Quá trời quá đất luôn. Áo bà ba đồ quá trời. Trời ơi, áo bà ba nè. Trời ơi. Một rừng. Trời ơi. Em mai mốt mà hồ bích trời episode mà có cái ba nào mà giả gái á, đầu tiên là thú vị vì nó nhiệt tỉnh rồi. Một loạt đồ ở đây lại làm ra cho vui vậy thôi chứ chưa có mặc trong một phim nào hết. Đồ nó cái bộ này là chưa có tất cả mười mấy gạo dài và 20 bộ đồ bà ba là chưa có mặc trong phim nào cả. Đây trời ơi. Đẹp giả man luôn á, đủ màu sắc đây luôn. Đây là thiêu nè, áo bà ba mà thiêu mới đẹp. Áo bà ba mà thiêu. Đó, bà ba thiêu nè, tay thiêu nè, đó. Tà thiêu rồi mới đẹp. Wow. Đủ màu sắc, đây màu đen mới đẹp. Đó. Là chưa mặc trong phim nào hết á. Trời ơi, sao mai nhiều dữ vậy anh? Thì mai để dành là mai muốn có phim là làm là... Nên là đầu tiên ông Toan là tính vai bà Toan trong kịch bản đó, là ngày đầu tiên là vai bà Toan là Long Nhật tính đem tất cả đồ này ra mà cái chứ xong gì lên hàng nữa thôi. Bây giờ lần này khoan giả gái nữa để dự án xong về dự án xong nếu mà mình mời là mời dây giả gái là nhận anh Nhật nhận liền. Trời ơi, những giả gái xinh lắm, khoai cân ba ai cũng thấy rồi đúng không? Dạ xinh giống chị Bảo Yến. Nói chung là vai sau mình phải mời anh Nhật vô đóng vai giả gái thôi, biết sao không? Tại cái tủ đồ này anh Nhật chưa xài cho nên mình phải mời ảnh để cho anh có cái sử dụng. 20 bộ áo dài, 20 bộ bà ba. Wow, quá nhiều luôn. Quá, bây giờ mình hát nói chuyện thì mình cắm bông đi. Dạ. Thôi nói chung là bây giờ anh biết sao cắm bông đây, bây giờ một hồi nữa đi em quay một cái clip khác. Bây giờ cái clip này nó quá dài rồi. Nãy giờ thì khán giả cũng như là tất cả mọi người cũng đã xem qua một vòng cái ngôi nhà ấm cúng nhỏ nhỏ của anh Long Nhật. Cảm thấy nó rất là dễ thương và đặc biệt là lưu giữ rất là nhiều cái kỷ niệm mà trong cái quá trình mà anh đi hát rồi những cái album của anh. Đó thì hy vọng và em chúc cho anh Long Nhật là ngày càng trẻ khỏe nè, đẹp nè,
đó, gì ta, manly nè, rồi là người đàn ông đích thực của gia đình, người đàn ông đích thực của gia đình nè, thương vợ thương con, thương vợ thương con, đặc biệt là thương quý đàn em. Anh Nhật là một người anh mà rất là thương đàn em, lúc nào cũng chỉ dạy, cũng cho những cái lời khuyên rất là chân thành. Thì cảm ơn anh, và cũng cảm ơn anh đã tham gia một phim về nhà ăn Tết. Và bây giờ xin chào quý khán giả, mà chúng ta sẽ kết thúc cái clip ở đây, và sau đó chúng ta sẽ quay một clip khác nha. Xin chào.